Bảo ra pha ấy đi để anh qua anh thử nấu mì tôm. Em có biết nấu đâu. Em biết cho bằng gì mà nấu. Ok, nhưng mà anh con không biết là cho cái này hơn gì ạ. Cái này quan trọng. Trong này nó là gì. Và đây là một phần rất quan trọng. Chính là cái gói mỡ. Cái răng có kéo hơn lấy kéo mà cắt. Cứ đụng nhiều quá. Cắn được không? Vào đây. Cắn được chưa? Cắn không? Để cháu. Hạt bỏng nha Phương. Cháu nếp này cháu bảo ông uống đi. Cháu pha rồi. Ơ Phương đang yên để anh đổ nó vào. Anh để còn nóng không? Không. Sao lại không nóng à? Phương tránh cái mặt ra sao nào? Chị à? Cuối cùng xin được giáo. Chúng tôi sẽ ăn cho quý vị biết cái loại này nó có gọi là mì chua cay. Các giám khảo sẵn sàng ăn thử. Ăn đi. Rồi ăn đi, ăn xong mấy phút thì hết cái tô này. Rồi thì mặn thì cho nước vào, lần sau cho ít mì, ít muối thôi. Vâng, lúc này chú nêm vừa được rồi, cô lại cho thêm. Rồi nha, kết thúc nha. Kết thúc. Like cái nào.